Mình vào thiên hướng như vậy là phía trước mình có gì? Có núi và phía trước mình có cả gì? Cả hồ nước. Như vậy là được gọi gì? Được cả hai. Tức là vượng cả gì? Cả tài và đinh. Đấy, bây giờ đấy, em sẽ đấy. Em sẽ phân tích đấy cho mọi người biết về cái hướng mộ của cụ sau này. Về cáp hung đó, về vị trí hướng để cho mọi người hiểu ấy. Chút đi. Hôm nay ấy là em đến làm cho anh chị đặt cỗ cho bà ấy, là em có hai việc chính. Việc thứ nhất ấy là đặt về hướng mộ cho bà. Đấy, hướng mộ cho bà. Việc thứ hai là kiểm tra lại ngày giờ. Cái giờ mà đặt mộ này, cái giờ đặt quan, đặt kiểu xuống ấy, quan trọng nhất là cái giờ đấy. Nên những cái giờ khác là bình thường, ngày khác là bình thường. Quan trọng nhất là đặt xuống dưới này. Đấy. Việc thứ nhất là cái khu vực mà mình chuẩn bị ấy, đặt mộ này là khu vực này là ngày trước được xem rồi, được tính toán rồi, số độ đã được tính toán rồi. Đấy. Về phong thủy mà nói thì em sẽ cái hướng này, toàn bộ hướng này là gọi là kiêm hướng. Đấy, kiêm hướng nhưng mà là thuộc cục là vượng thôn vượng hướng, có nghĩa là trước có nước, sau thì sau có núi thì là thằng vượng, là vượng phát cho con cháu đấy. Nhưng chỉ cần lệch một độ thôi thì nó sang cục là có thể là song tinh đáo hướng, tức là cả nước cả núi ở phía trước. Hiện nay ấy, đây là núi, cây này là núi đấy, và cái hồ này gọi là nước. Như vậy là em sẽ chỉnh cho anh chị về cái ngôi mộ của bà chỉ lệch một độ thôi so với cái kim hướng của toàn bộ cái lăng này, tức là cái vị trí mình đã đào đây rồi ấy. Đấy, làm rồi ấy, mình sẽ ngôi mộ đặt cái tiểu đặt xuống, mình sẽ đặt lệch sang một chút đó, một độ thôi. Mình vào thiên hướng như vậy là phía trước mình có gì? Có núi và phía trước mình có cả gì? Cả hồ nước. Như vậy là được gọi gì? Được cả hai. Tức là vượng cả gì? Cả tài và đinh. Đấy. Còn phía sau, trong trường hợp này phía sau cần nước, nhưng mà tại vì mình đã có gì? Mình đã thu thương xuất sát rồi, nên phía sau mình nhất thiết không phải cần. Đó. Cái thứ hai nữa là năm nay là tọa Đông Nam ấy, là thuộc Ngũ Hoàng Đại Sát. Nhưng tất cả những nhà ngôi nhà dương cơ hay âm dạch ấy, nếu mà tọa hay hướng Đông Nam đều gì được tốt. Như vậy là phải hóa sát bằng gì? Hóa sát chính là dùng kim để hóa, thì những vật còn bằng kim thì tí sẽ gửi anh hóa. Đấy là cái việc hướng mộ nhá. Tiếp theo nữa là cái kích thước mộ ấy, kích thước mộ này về chiều sâu ấy, thường người ta làm 1m hay 1m2, đây từ chiều sâu là anh được rồi. Nhưng về chiều rộng ấy là bữa trước là khi mà tham khảo là anh nào hơi hẹp chút, nhưng may mắn là ra là mình không xoay nhiều cho nên không đáng lo lắm. Sau này ấy, có cụ nào tiếp theo ấy thì làm rộng nó một chút, rộng hẳn ra, chiều ngang ra. Để cái sang vận 9 nó khác, cái năm đang lên sang vận 8 này anh. Đúng rồi, sang vận 9 là từ năm 2024 là sang vận 9 rồi. Chẳng may từ năm 2024 cụ nào 250 về già chẳng hạn ấy, thì lúc đấy mình sẽ tính cho vận 9. Còn đây của cụ là tính cho vận 8 nhá. Vận 8 hết năm 23 là sang 24 là vận 8 là vận 9. Thì mình sẽ tính xoay, anh sẽ làm rộng cho anh chiều rộng ra tí nhá. Đừng có để thế này, để xoay dưới này được. Đấy, nhưng rất là may mắn là đây là mình xoay dễ thôi. Đấy, được. Đấy là cái ngôi mộ thường ấy là ở dưới, sau này anh chị có thể nghiên cứu làm như thế này. Dưới đáy là sâu 1-1.2, nhưng mà dưới đáy cùng là mình gì? Mình dạy cát vàng hoặc là đất màu từ xa ấy. Ở trên ấy là mình gì? Dùng thạch anh.
sau đó mình đổ bê tông bình thường nhá, đổ bê tông bình thường, đổ bê tông đáy. Nhưng mà gì, nhưng đối với nam ấy là thông thiên, là thông địa, là bảy lỗ, tức là mình làm bảy lỗ thông địa. Mục đích tại sao đổ bê tông là vì không may mà có địa chấn dưới đất này này, cách gần mặt bằng đất này thì mình vẫn phải làm nắp đậy. Thì là gì, nắp đậy thần thông thiên. Thông thiên thì bằng bê tông thì phải năm lỗ, tất cả nam nữ đều năm lỗ thông thiên. Đúng rồi, khi đặt cái tiểu xuống là xoay xong tốc độ đẹp rồi thì mình sẽ gì, tải cát vàng xung quanh hoặc là đất thịt đấy. Sau khi xong rồi thì mình đặt tấm bê tông nó lên có năm lỗ thông thiên đấy, và sau đó mình gì, sau đó mình đặt khung, đúng không, đấy, quanh trí, đúng không, đấy là văn bia, bia phía trên đấy. Văn bia phía trên thì không nhất thiết phải gì, phải nghiêng theo cái tiểu đó, phải nó phải nghiêng theo gì, nghiêng theo cái lăng này đấy, đẹp. Còn dưới này, dưới lòng đất này ấy, thì tiểu của cụ có thể nghiêng thêm bên này, nghiêng thêm bên kia một chút cũng sao, nhưng mà trên này ấy là phải gì, phải đẹp đẹp với lại toàn bộ là toàn cục này đấy. Cái tính là tính gì, tính dưới đất chứ không phải tính ở trên này đấy, trên này không ảnh hưởng lớn đấy, anh hiểu chưa đấy. Đấy là nội dung thứ nhất là xong. Nội dung thứ hai là liên quan đến ngày giờ đặt bộ cho cụ xuống đấy. Thì theo anh ấy, anh đã phân tích xem xét một số thầy rồi, nghiên cứu rồi, với lại căn cứ vào cái công việc của nơi hỏa táng, đúng không, thì là ngày thứ hai ấy thì theo đã được em đã kiểm tra lại rồi. Thứ hai ấy là đối với lại ngày thứ hai là sau cửu tử nhập trung cung, như vậy là hướng tây bắc này thì vào sao cát rồi, đẹp. Nhưng giờ từ 13 đến 15 giờ là không dùng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó giờ mùi nó xung với anh. Bây giờ coi như anh là con trai trưởng, là xung với anh. Anh thì là sửa xỉ tuổi xỉu mà. Cho nên không dùng giờ đấy. Mà anh dùng hai khoảng giờ đó là giờ gì? Từ 15 đến 17 và từ 7 đến 19. Đấy. Cái này buổi chiều sau 3 giờ trở đi. Đúng rồi, sau 3 giờ 7 nhưng, giờ tối. Nhưng mà từ 17 đến 19 là sao có lại rất đẹp. Nhưng mà ngược lại thì lại trùng một cái giờ mất của bạn. Cho nên là tốt nhất là gì? Tốt nhất là 15 17. Tức là từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Đấy là đỉnh cao nhất. Là anh nên chọn giờ hơn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khoảng hơn 4 giờ. Hoặc là trong trường hợp mà về muộn thì cũng trước 5 giờ. Mình không lên là nếu mà phải sau 5 giờ cũng đừng băn khoăn quá, bởi vì sao vẫn là sau đảnh nhá. Nhưng mà cái giờ đấy không được gì. Anh chị chắc là nghiên cứu kỹ rồi và mất vào cái giờ đấy nó khoảng 2/4. 2/4 tức là cũng phạm và chúng ta đấy. Thì hôm trước là đã hóa giải cho anh rồi đấy. Hóa giải rồi. Tức là khi đưa vào ra khỏi nhà là mình thì hóa luôn. Hóa giải luôn, dùng dinh 10 phân hóa giải luôn rồi. Đấy là cái bí quyết thôi. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy là thế này nhá. Em sẽ vạch vị trí cho anh nhá. Không cần, thực ra không cần phải vạch, anh chỉ cho anh cái đường ngay. Vì cái này nó không có nhiều mà. Đây. Tâm nó, lấy tâm nó. Vâng, em sẽ chỉ cho anh. Tâm kiểu sau mình đánh hai cái hai thẳng khớp với nhau là được. Tức là này, khi anh đặt xuống nhá, anh đặt tiểu của cụ xuống nhá, thì cái phần nghiêng là sang bên đây này, tức là anh xoay sang bên này, là đúng rồi, check bên này, thôi đây, anh như một, tức là anh chỉ check cho em khoảng độ, đây bây giờ nó thế này, anh hiểu chưa, đúng chưa, đấy mũi tên đấy, chứ là vì cái check này là quá nhỏ, cho nên gần như anh không có được nhiều, vừa check vừa đủ là đẹp luôn, anh chỉ check cho em là 2cm đã thành công rồi, đây anh nhìn hiểu anh nói, 2cm rồi, đây, sang bên này 2cm. Đúng rồi, hướng sang bên này. Với điểm xa nhất. Đúng rồi, anh có thể xa nhất cho em. Kể cả anh hướng 3cm được. Nhưng mà anh cũng không được hướng nhiều, không hướng nhiều lắm được. Bởi vì sao, lý do là anh cái phần đất này của anh có đâu có rộng đâu. Đúng không? Như vậy là hướng sang bên này thì càng được gì? Càng được cái vượng sơn này này, càng được cái cây này này, tre này, và càng được cái nước đây, đúng không? Thế là được yên nhất nhá. Nhất có thể, đúng không? Đúng rồi, nhất có thể.